con vợ nó nghe ngày nào mà không ok thì nó chịu không nổi sao mở miệng là ok ok. Không nói mẹ con đi đâu à? Mẹ con đi Hà Nội dự cái hội thảo ngành y đó con. Như vậy là trong mấy ngày nữa không có mặt vợ con ở nhà này, mẹ sẽ làm những gì mẹ thích. Ôi vui quá xa là vui. Ba ơi, mấy bệnh nhân của con vào sáng mai á, có gì ba có thể giúp con không? Trời ơi, yên tâm, ba đã chuyển hết qua cho ba làm rồi. Ok, con cảm ơn ba nhiều. Anh ơi, ngày mai đưa em ra sân bay nha. Em hỏi nghe mắc cười quá, anh không đưa em thì ai đưa bây giờ? Ok, cảm ơn anh. Mãi yêu. Mẹ ơi, con nhờ mẹ một chuyện đó. Là con đi, mẹ ở nhà mẹ cho mấy đứa nhỏ ăn uống giùm con nha. Mẹ biết rồi. Ok, cảm ơn mẹ. Còn một chuyện nữa mẹ nhớ không nè? Không nhớ. Đốc thúc tôi học bài. Dạ. Coi chừng á, thằng Mẫn nó quậy phá thằng Minh. Dạ. Phải coi chừng thằng Minh không được chát với con Dung My đúng không? Ok. Ok. Cô, ok. À, xe ok, bệnh viện ok, con cái ok. À, hành lý. Anh lên chở anh phụ em xếp hành lý nha. Ok. Em nói chuyện cái mắc cười quá. Anh không phụ em lại phụ bây giờ. Ok. Mother, I want cầm giùm cái tờ báo lên phụ vợ xếp hành lý. Ok. Con vợ nó nghe ngày nào mà không ok thì nó chịu không nổi sao mở miệng là ok ok. Không nói. Mẹ con đi đâu hả? Mẹ con đi Hà Nội dự cái hội thảo ngành y đó con. Mệt quá. Vậy uống miếng sữa đi ngủ thôi. Mai còn lắm. Cho ông bà ăn được. Ok. Cô. Thôi. Thấy làm nhà giống mẹ con sướng ghê ha, được đi chơi miết luôn á. Mẹ. Ủa con chở vợ con ra sân bay rồi hả? Xong rồi, trời ơi con chạy lắc léo lắm á nha, kẹt xe con chạy một cái bon đúng giờ lên sân bay đi luôn. Như vậy là trong mấy ngày nữa không có mặt vợ con ở nhà này, mẹ sẽ làm những gì mẹ thích. Ôi vui quá xa là vui tôi chứ. Mẹ đi nhảy đầm hả mẹ? Không có, bây giờ đi theo mẹ. Đi đâu? Đi theo mẹ, đừng hóa, đi theo mẹ. Trời ơi, đừng nói rủ con đi nhảy nha. Ủa, mà làm gì mà? Mẹ đo để mà làm cái toilet trong phòng cho ông Phúc. Trời ơi, tội nghiệp đó con. Cái phòng gì mà không có toilet, rồi mỗi lần nó muốn đi vệ sinh nó chạy lên chạy xuống, tội nghiệp em con chứ. Mà nó không than phiền một tiếng nào hết trơn. Mấy lần mẹ định làm cho nó mà con vợ con cứ cản hoài à. Mẹ nói giờ mình thấy nó tội á. Tội nghiệp em con phải không? Dạ. Vậy thì đổi phòng con cho nó đi. Dạ. Ừ. Ủa rồi vợ chồng nó lên đây hả? Thì chứ sao? Trên bàn sao? Thì bình thường. Rồi đi toilet làm sao? Thì chạy xuống dưới. Thì sao để mình Phúc, tụi con tới hai người rồi. Tội thì tội nhưng mà kệ nó chứ trời. Tự nhiên đổi phòng. Ba mẹ đổi phòng lên đây đi. Hay quá. Nói nghe nè. Mấy lần mẹ làm mà giờ con cả. Bây giờ không có nó ở nhà, mẹ sẽ làm toilet cho em con. Con có thằng bạn ở bên xây dựng đúng không? Thằng Quang. Kêu nó qua làm điện cho mẹ. Muốn làm thì làm thôi. Ừ. Con điện thoại cho nó. Ok. Không có ngại. Ủa, ăn. Làm gì vậy mẹ? Mẹ kêu thợ lên xây cho con cái toilet với lại dán phòng lại cho nó sáng sủa lên. Mà khỏi đi mẹ, để con đi toilet dưới được rồi. Xây cho mất công. Trời ơi, để mẹ làm. Đi, đừng có nói nhiều. Đi, mà... đi. Để cho mẹ, đi. Sao rồi cậu? Cậu thấy tôi định làm cái toilet chỗ đó, cậu thấy sao? Ca này khó hả bác? Khó là khó cái gì? Tại vì cái đường nước nhà bác á. Ừ. Đường nước cũ á. Là nó chưa lên tới cái lầu trên này. Mà bác muốn xây cái toilet ở trên đây á. Là buộc con phải đục cái sàn nhà này nè. Để nối cái đường nước từ cái toilet mà song song ở tầng dưới á. Lấy nước lên trên đây thì mới làm được. Đục sàn hả? Dạ. Rồi có bị gì không? Dạ thì nó sẽ bị loang lổ chút ạ. Vậy thì cậu làm đi. Dạ. Nhưng mà nó có rủi ro một cái á. Rủi ro gì? Là tại vì đường nước cũ của bác á. Quá cũ đi. Nếu như mà làm như vậy á, con nghi á nó sẽ bị rò rỉ. Rò rỉ á? Dạ. Thì còn cách nào nữa không? Dạ để con coi. Bây giờ còn một cách. Cách gì? Là bây giờ mình đục tường ở cái toilet phía dưới á, đưa cái đường nước thẳng ra bên ngoài, xong mình nối một cái đường ống dòng lên trên thì mình mới nối vô cái bồn ở trên được. Vậy hả? Đục tường đưa ống nước. Theo cậu thấy cách nào hay? Nhưng mà cái cách đó sẽ tốn chi phí rất là nhiều. Vậy hả? Dạ. Nhưng mà bác cứ lựa chọn tùy bác. Dạ, cách nào cũng không trọn vẹn hết trơn á. Sao cách nào? Cắn được cái lưỡi con luôn. Cái gì nghe, đục sàn hay là khoét tường? Cậu đâu có biết đâu, nãy giờ cứ làm cái gì đâu biết trời. Con trai lớn trong nhà hỏi gì cũng biết tối ngày nó ăn không à. Nè, nhưng mà tôi cho cậu hỏi, bây giờ nếu mà mình đục tường á thì chi phí nó mắc không vậy? Dạ tất nhiên chi phí nó phải mắc hơn rồi bác. Tại vì mình phải đi vòng mà bác, một đường vòng ống rất nhiều. Ồ. Giờ sao bác? Đục sàn hay đục tường bác?
đục sàn. Nếu mà đục sàn trực tiếp á thì con sợ có thể sẽ bị bể đường ống nước á. Còn nếu như mà đục tường á, đi đường vòng á thì chi phí rất là cao à. Thành, giờ sao? Đục sàn hay đục tường? Chiều mày nấu gì ăn vậy? Lo cái vụ này ăn cái gì? Thì chắc là đục sàn đi, tại vì người ta nói là có thể bể đường ống nước. Khi nào mà ta nói đục sàn là chắc chắn bể đường ống nước thì nó khác, hiểu không? Đục sàn chi phí nó nhẹ hơn. Đúng rồi. Kia thì chi phí nó cao hơn. Ở tốn tiền. Rồi quyết định vậy nha. Quyết định đục sàn. Vậy con làm cho bác. Khoan. Vợ con điện thoại. Đợi chút. Alo. Em nè, em vừa tới Hà Nội rồi, mới nhận phòng xong. Anh với lại mẹ là tính làm cái nhà vệ sinh cho chú Phúc. Cái gì? Xây toilet ở trên đó hả? Em đã nói với anh rồi, nếu mình xây trên đó mà ảnh hưởng đến đường ống nước làm sao? Thì không lẽ bây giờ em để cho chú Phúc đi lên đi xuống mỗi lần đi vệ sinh hay sao? Ôi, thở tới nay rồi. Thở tới luôn rồi. Cái gì nhanh dữ vậy? Thì nếu người ta tới rồi thì làm thôi. Vậy thôi làm. Nhưng mà khoan, cho anh hỏi cái. Bây giờ một á là mình phải đi đường nước ra ngoài, mình đục tường. Còn hai là mình đục sàn, mình không có đường nước xuống dưới. Đục tường thì mắc tiền, còn đục sàn thì rẻ tiền, lại còn thẩm mỹ nữa. Thì anh nói thế nào thẩm mỹ thì mình cứ làm. Ok chưa? Rồi vậy nha. Nó đồng ý là đục sàn. Ok, đục sàn. Nó đồng ý là được rồi, có nó đồng ý. Bởi vậy đừng mẹ con mình quyết định là đúng. Rồi cậu, đục sàn cho tôi. Đục sàn bác. Ừ, con làm liền nha bác. Làm đi. Dạ. Mẹ con mình có chính kiến dễ sợ không? Ăn ngon. Chả quá. Nè thấy không? Dạ. Chú biết tình khoét sàn của con là hợp lý quá trời. Của mẹ chứ đâu mà của con. Trời ơi, nữa hà. Người ta gọi điện cho vợ, người ta đã xin ý kiến rồi. Đi ép bên ngoài. Nói chung là quyết định sáng suốt. Cho nên bữa nay mới có bữa tiệc nho nhỏ cũng sáng suốt luôn. Trời, có miếng rau cũng ngon ha. Miếng bún nữa ha. Miếng nước bánh nữa ha. Có làm bún chả giò. Ăn xong, phải sao? Vô. Ủa, 1, 2, 3, vô. Trời đất ơi, cái gì mà nước dữ vậy nè? Quán ấy quán, sao mà nước dữ vậy con? Ủa sao chích cho người con vậy? Thật đá chứ. Trời ơi, nước cống không ha, cái quán cống. Quán ấy quán. Dạ. Sao mà nước dữ vậy con? Dạ, tại vì cái đường ống nước nhà bác á, nó cũ hơn con nghĩ rất là nhiều. Cái này là nó bị rò rỉ rồi đó bác. Bây giờ cách gì không? Dạ, bây giờ có hai cách. Cách sao? Một á, là bác thay toàn bộ ống nước trong cái nhà này. Hả? Hai á, là bác chỉ thay một đoạn cái chỗ rò rỉ thôi. Thay toàn bộ ống nước trong nhà chắc mắc tiền lắm phải không? Dạ, nếu mà thay hết ở đây á là chi phí rất là cao luôn á bác. Vậy thì thôi, dùng thay cái đoạn mà nó rỉ mình thay cái đó thôi. Rồi thay cái đoạn nào đi chứ, mà sao cái ống này ống gì mà sao thúi quá vậy? Rõ cái vụ này đi. Cũ quá mà, thay cái chỗ rò rỉ thôi hả bác? Ừ, được không? Nếu như mà được á, nhưng mà thay một cái chỗ đó con e là mai mốt á nó sẽ bị rò rỉ tiếp và nó làm thấm tường luôn á bác. E cái gì cái đó ông phải tính trước cho tôi chứ ông e không nè. Tôi có cảnh báo trước rồi mà, tại cái đường ống này nó cũ quá rồi. Bây giờ sao anh? Sao con biết được mẹ, bây giờ anh... Bây giờ sao quan? Con không biết nữa, giờ hai người tự tính đi, con không biết cái vụ này đâu. Trời ơi, cái gì kỳ vậy? Bây giờ sao đấy, trời ơi. Bạn bè không mà tính gì kỳ vậy ông? Ông vô e nữa. Anh, bây giờ sao? Bây giờ, con nghĩ con mẹ dọn nhà đi. Mày khùng hả? Trời đất ơi, cái gì mà như ở ngoài trời vậy nè trời. Bởi vậy. Nó đục cái gì không biết nữa. Bây giờ giải quyết làm sao chứ, hồi nó ngập cái nhà mình thành cái hồ bơi luôn á. Mẹ cũng không biết nữa đây nè. Trời ơi, hội thảo mà mệt quá đi cả ngày. Giờ này chắc thằng nhóc Mẫn nó trốn học nữa rồi. Nghe có ai gọi vậy? Trời ơi, vợ con. Ê, mừng quá. Alo, nghe nè. Trời đất ơi, cái gì vậy? Hét lớn làm giật mình luôn hả? Cái ống nước nhà mình bây giờ nó bị rỉ rồi. Bây giờ tính xài cái loại ống nào hay là mình chám lại mình xài đỡ? Thì cái chuyện cần làm thì mình phải làm thôi, ok? Sao? Bây giờ thay mới. Bây giờ thay mới, ví dụ mà thay mới mình thay cái loại nào nè em ơi? Muốn nước có áp lực lớn thì mình phải lựa chọn ống lớn phi 34, ok? Phi 34, ok. Nhà mình á xài máy nước nóng cho nên mình phải lựa chọn cái ống chịu nhiệt. Ống BBR ok, ống chịu nhiệt BBR ok. Ống chịu nhiệt BBR ok. Dọn dẹp bồn chứa nước luôn, ok?
Dọn dẹp hồ chứa nước ok. Dọn dẹp bồn chứa nước ok. Còn nữa, ống thoát nước áp lực nhỏ nên chọn phi 27 ok. Ống thoát nước áp lực nhỏ nên chọn ống phi 27 ok. Ống phi 27 ok. Phi 27 ok. Rồi 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 rồi, cảm ơn em. Rồi rồi, xong rồi. Quang ơi Quang, mấy cái này cần mua nè Quang ơi. Quang ơi, mấy cái này cần mua.